MC Nguyễn Ngọc Ngạn hé lộ kế hoạch lần đầu về Việt Nam sau 40 năm xa xứ. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn từ nhà riêng tại Toronto, Canada, chia sẻ với phóng viên quốc phương về những dự định trong tương lai của ông sau khi nghỉ hẳn việc làm người dẫn chương trình tại trung tâm băng nhạc Thúy Nga Paris by Night, kể cả việc có về lại Việt Nam nữa hay không. Thế nhưng trước hết ông dành vài lời phản hồi về biến cố trong thời gian gần đây khi một số ít cựu đồng nghiệp của ông là những nghệ sĩ, ca nhạc sĩ từng cộng tác với Paris by Night đã qua đời, trong đó có những tên tuổi như Lam Phương, Lệ Thu, Quốc Anh, Trí Tài hay Phi Nhung đây là một sự đau buồn sự mất mát quá lớn dĩ nhiên là có những người trong thời gian vừa rồi mất vì covid trí tài không mất vì covid phi nhung chị lệ thu rồi ca sĩ quốc anh là mấy người đó đều mất và nhất là nhạc sĩ Lam Phương là người rất thân thiết với tôi. Mấy người đó đều mất vì Covid. Đó là một cái tăng chung, nhưng mà chuyện đó giống như một cái thiên tai xảy đến mà toàn thế giới phải chịu thôi. Nó làm ngưng động và làm tổng thể mọi hoạt động sinh hoạt bị ngưng trệ hoặc là nó chuyển hướng đi. Ngay giờ đây tôi nghĩ nếu Covid biến mất hẳn thì quốc tế này cũng biến hóa. Chứ nó không phải trở lại như trước Covid nữa. Nhưng mà chuyện đó thì mình chịu vì nó vượt ngoài tầm tay của mình. Nhận xét của ông ra sao về việc ngày càng có nhiều nghệ sĩ ca nhạc sĩ Việt Nam ở hải ngoại, trong đó có các nghệ sĩ từng cộng tác với Paris By Night về Việt Nam sinh sống hoạt động văn nghệ, tôi thấy điều đó tốt chứ điều đó chẳng có trở ngại gì tại vì với một người nghệ sĩ mà họ không nghĩ gì về mặt chính trị mà một người nghệ sĩ thuần túy thì nơi nào có khán giả nơi đó họ muốn gặp khán giả muốn gặp họ và họ muốn gặp người theo dõi thì tôi nghĩ điều đó cũng là điều tốt thứ hai là người ta xa quê nhà thì khi nào người ta cũng nhớ quê nhà tôi nghĩ yếu tố yêu quê nhà là cái bản năng thôi có thể một lúc nào đó người ta không tương đồng với chính quyền sở tại nhưng người ta không có sự không tương đồng với quốc gia bao giờ tôi ý niệm rất rõ ràng là một người hoàn toàn có thể không thích chính sách nhưng so với quê nhà quốc gia thì không bao giờ người ta hoàn toàn có thể chán hay là người ta hoàn toàn có thể chối bỏ được cho nên tôi nghĩ những nghệ sĩ mà về trong nước để hoạt động và sinh hoạt và gặp người theo dõi trong nước là một điều tốt cũng giống như là rất nhiều nghệ sĩ trong nước vẫn ra trình diễn cho đồng bào hải ngoại chuyện đó tôi cho là rất thông thường Ông thấy chính quyền Việt Nam hiện nay đã nhìn nhận thế nào đối với văn nghệ và sinh hoạt văn nghệ của văn nghệ sĩ, ca nhạc sĩ Việt Nam ở hải ngoại, trong đó có các trung tâm như Thủy Ga, Paris hay Asia. Chính quyền Việt Nam đã có thay đổi về nhìn nhận hay chưa so với trước kia? tôi thấy thay đổi nhiều chứ thay đổi nhiều là như thế này trong nước thay đổi trước hải ngoại trong nước thay đổi như thế này khi mà trong nước hô hào đổi mới tức là chuyển sang cơ chế thị trường thì ai cũng biết cơ chế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản khi đổi sang cơ chế thị trường có nghĩa là nới rộng toàn bộ mọi thứ và từ cơ chế thị trường đó việt nam mới bước chân được vào thị trường chung của quốc tế mới trở thành những đối tác chiến lược kinh tế tài chính của những cường quốc trên thế giới và chính vì sự thay đổi đó tức là về kinh tế thị trường khiến cho mọi người ở ngoài nước về việt nam hàng năm cả vài trăm ngàn người và trong nước ra hải ngoại hàng năm cũng cả triệu người sự đi lại đó làm cho hai bên gặp gỡ nhau nhiều và thông cảm nhiều làm cho sự biến hóa nhiều chẳng hạn là mấy chục năm trước mình thấy là toàn bộ nhạc miền nam gọi là nhạc vàng đều bị cấm nhưng giờ đây trào lưu nhạc vàng nhạc bolero của miền nam sống dậy ở trong nước còn mạnh hơn ở hải ngoại thì tôi thấy đó là một sự biến hóa rất lớn lao về cảm quan thẩm mỹ và nghệ thuật cũng như là đời sống của trong nước Dự định kế hoạch của ông thế nào sau khi nghỉ dẫn chương trình cho Thúy Nga Paris by Night, ông cứ ưu tiên gì không? Tôi vẫn dự định là tiếp tục viết chuyện thôi, nhưng nó có điều đáng nói là tôi còn tới 10 cuốn chuyện đã dàn trang, sắp xếp layout, đã đánh máy hết rồi, nhưng tôi không in, không xuất bản nữa là vì nhà sách Việt Nam ở hải ngoại bây giờ đóng cửa nhiều quá. Bây giờ người ta đọc trên internet Thành thử ra sách không in nhưng mà tôi vẫn hoàn toàn có thể viết chuyện rồi thâu vào audiobook Tôi bỏ lên youtube cho người ta theo dõi Chương trình của tôi thì chắc là tôi muốn nghỉ hưu luôn thôi Ở trong nước tức là bên Việt Nam nhiều người mời tôi về Ngoài yếu tố văn nghệ họ muốn đem những chuyện của tôi để làm phim Cách đây cả 10 năm rồi cũng có những hãng phim lớn trong nước có liên lạc với tôi Họ muốn mua chuyện của tôi để làm phim Hoặc là muốn mua những ngữ cảnh kịch của tôi Anh cũng biết là tôi thao tác Thúy Nga Paris thì có 3 trách nhiệm, 3 công tác làm việc. Thứ nhất là làm MC, thứ hai là viết và đọc truyện và thứ ba là viết kịch cho trung tâm Thủy Nga. Ba việc làm đó nặng nề ngang nhau. Thế thì có một số ít hãng phim ở trong nước muốn mời tôi về để họ mua những chuyện của tôi để họ làm phim và cũng có một số ít nhà xuất bản trong nước cũng muốn mua lại các tác phẩm của tôi để họ in lại trong nước. Thế nhưng tại vì tôi không có định về nước, Thành ra cứ phải khước từ Tại vì tôi sợ rằng nếu không xuất hiện mình Thì họ làm không đúng ý của mình Và giờ đây khi mà nghe tin tôi nghỉ Cũng đã có người muốn mời tôi về nước làm phim Nói rằng chú không trình diễn sân khấu nữa Thì chú về làm phim với tụi cháu cho vui Kịch bản của chú quá nhiều Tổng số chuyện ngắn lẫn chuyện dài tôi viết trong mấy chục năm qua Tới cả trăm chuyện Thì giờ đây trong một trăm chuyện đó Nhiều chuyện họ muốn đem thực thi thành phim Nhưng mà tôi cũng không có dự tính đó Tôi có dự tính là kỳ này nghỉ hưu là nghỉ hưu thật Lúc nào rảnh thì ngồi viết chuyện Rồi bỏ lên youtube cho người theo dõi nghe ý của tôi chỉ có thế thôi. Về việc chưa muốn về Việt Nam như nói ở trên, ông có lý do gì khác không? Liệu ông có nghĩ rằng mình bị ngăn trở gì nếu trở về? thưa không tại vì khi các bầu sâu trong nước tức là những nhà tổ chức tại việt nam mà họ gửi lời mời tới tôi tức là họ đã có thăm dò đã có ý kiến của chính quyền rồi và thứ hai nữa là chính quyền sở tại cũng đã liên lạc với tôi nhiều lần qua những đại sứ quán cũng như tổng lãnh sự ở mỹ và canada tức là không phải chỉ là bầu sâu không mà bên phía chính quyền sở tại việt nam cũng có ý mời tôi về còn về bầu sâu áp lực đè nén nhiều nhất mà mời tôi về là lúc cô nguyễn cao kỳ duyên về việt nam họ mong tôi về chung với cô kỳ duyên tôi không có dự tính về khi mà tôi sang trình diễn tại campuchia khi đó bầu sâu từ thành phố hà nội họ bay cả sang campuchia điều đình họ mời tôi về nhưng mà tôi lại không có dự tính về việt nam và cho đến giờ này tôi vẫn không có dự tính về việt nam thành thử ra tổng thể những dự án bất động sản mà trong việt nam có hảo ý muốn mời tôi thì tôi đều phải khước từ từ sau khi rời Việt Nam, tôi chưa bao giờ trở lại Việt Nam. Tôi đi vào tháng 12 năm 78, đến nay tức là khoảng chừng 43 năm, tôi chưa có quay lại bao giờ, chưa có lần nào trở lại Việt Nam. Còn lý do nào khác nữa khiến ông không muốn trở lại quê hương của mình? Lúc đầu khi tôi chưa hoạt động văn nghệ, lúc đó ngăn sông cách núi không có về được. Sau này khi mà nhà nước Việt Nam đổi sang cơ chế thị trường thì lan rộng ra, khi đó tôi lại hoạt động giải trí văn nghệ và ai cũng biết, thành thử ra vì ai cũng biết mà tôi lại ngại về tại tôi về hồ chí minh hay về thành phố hà nội thì tôi thực sự Tôi nhớ quê ở ngoài Bắc nhiều hơn. Tại ở Hồ Chí Minh tôi đã sống 21 năm. Tôi chỉ nhớ Sơn Tây là quê của tôi thôi. Mà tôi ra đi lúc 9 tuổi. Thành ra tôi chỉ muốn trở lại Sơn Tây là cái chính của tôi. Để tôi nhìn lại quê của mình thôi. Chứ còn thành phố Hồ Chí Minh thì tôi không cần. Do tại tôi đã sống ở đó 21 năm rồi. Thế nhưng giờ đây tôi về thì tôi ngại lắm. Bởi vì tôi về thì tôi muốn đi ngoài phố. Tôi muốn đi rong chơi. Ăn quà giống như thời mà trước khi tôi qua hải ngoại. Nhưng giờ đây so với tên tuổi của mình mà về. Mình đi thì nó cũng không tự do. Trẻ con bu đầy thì cũng không làm gì được, thành ra tôi ngại về và lý do đó là nguyên nhân chính. Mặc dù ông nói sẽ nghỉ hưu hẳn, nhưng nếu có lúc nào Trung tâm Thủy Nga paris Night cần và muốn mời ông trong một vai trò nào đó, cố vấn chẳng hạn, ông sẽ trả lời thế nào? Trong tình cảm thì dĩ nhiên cô Tô Ngọc Thủy hay Huỳnh Thi khi nào hỏi thì bất cứ cái gì tôi giúp được tôi sẽ giúp, nhưng mà nó không phải là một cái chính thức, ví dụ điển hình như công bố là cố vấn hay là gì thì không, thí dụ như là cháu Thủy cần hỏi tôi cái gì thì cứ việc gọi phone hoặc trò chuyện với nhau thì cái đó là thông thường. Khán, thính giả, người hâm mộ có cách nào để liên lạc, tìm hiểu hỏi thăm tin tức về ông sau này. Sự thực tôi cũng không có kênh youtube riêng, có một kênh youtube gọi là Nguyễn Ngọc Ngạn, nhưng nằm trong hệ thống của Thúy Nga Paris. Mục đích là để tôi đọc chuyện, bỏ lên đó, và thứ hai là lâu lâu trước đây, dự trù vài tháng một lần đưa lên nhưng vì Covid, nên gần hai năm nay không có gặp người theo dõi. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có gần 30 năm dẫn chương trình cho trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Lâu lâu tôi có lên Youtube để vấn đáp những câu hỏi mà người theo dõi gửi về quá nhiều. Lâu lâu tôi có chuyện trò nhưng cái đó nằm trong mạng lưới hệ thống Thúy Nga Paris chứ không có thiết lập ở nhà. Thành thử tôi muốn gặp người theo dõi thì không gặp được Nhưng có điều rằng là Khi tôi nghỉ hưu, người theo dõi cần họ vẫn hoàn toàn Có thể hỏi qua trung tâm Thúy Nga Paris Và trung tâm vẫn chuyển cho tôi như thường Nhân đây tôi chỉ xin mượn đài phóng viên Qua kênh đài truyền hình phóng viên News tiếng Việt Cảm ơn toàn bộ những người đã ủng hộ tôi Dĩ nhiên là trong suốt 30 năm trò chuyện Trên Paris by Night Cũng như là live shows Mà đây là trò chuyện Paris by Night là chính Tôi làm cái nghề đứng chuyện trò mà không có ngữ cảnh Tôi cũng xin mở ngoặc một đạo diễn rất nổi tiếng của Mỹ, lần tiên phong thao tác cho Paris by mà ông thấy tôi đứng suốt 5 tiếng đồng hồ đeo tay. Mà ông thấy tôi đứng suốt 5 tiếng đồng hồ đeo tay, nói. Mà không hề có ngữ cảnh ở trước mặt, không có thiết bị nhắc đọc gì cả. Mà cứ nói không, vì nói trên Paris by Night phức tạp ở chỗ. Phải nói cho đến khi nào đạo diễn trên xe, đạo diễn ra dấu là sân khấu đã xong rồi mới được nghỉ. Thì tôi cứ phải nói liên tục như vậy. Người theo dõi không biết vì sao ông này cứ nói. Thế nhưng thực sự, Thế nhưng sự thực ra ở trên sân khấu Họ chưa có đèn bấm là sân khấu đã xong Thì tôi với cô Kỳ Duyên phải nói Sau show đó, lần tiên phong ông đạo diễn thao tác ở đó Ông chạy xuống bắt tay tôi và nói Tôi chưa từng thấy một người nào Nói 5 tiếng đồng hồ Mà không có thiết bị nhắc đọc đặt trước mặt Mà ông vẫn nói Và người theo dõi vẫn cười Là làm thế nào Tôi bảo rằng ở Việt Nam chúng tôi Hơn mấy ông Mỹ ở chỗ đó đấy Mỹ nói câu gì cũng phải chạy thiết bị nhắc đọc trước mặt Nói câu chuyện đó Ý tôi muốn quay trở lại nói rằng là khi chuyện trò như vậy, đương nhiên trong suốt 30 năm thế nào nó cũng có những cái vấp váp, cũng có lỗi lầm, thì nếu quý vị thính giả của đài truyền hình phóng viên có nằm trong số những người mà nghe tôi cảm thấy điều gì đó không phải hay điều gì đó tức bực, nhân ngày này tôi xin lỗi toàn bộ những người đó.